Hello, xin chào anh em. Hôm nay chúng ta lại có dịp được ngắm cả dàn xe Kawasaki. Và hôm nay thì mình xin báo giá những chiếc xe Kawasaki đang bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Thì trước mắt anh em đây là Kawasaki Z1000 phiên bản tiêu chuẩn, hay còn gọi là phiên bản thường. Và kế bên đó là chiếc Kawasaki Z900, phía sau là ZX10R, rồi Ninja 650 và Ninja 400. Và hiện tại thì những mẫu xe Kawasaki này đang được trưng bày tại C5 Phạm Hùng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Và ở đây là chiếc Ninja 400 của 2018-2019. Thì đây là phiên bản mẫu cũ nha anh em, cũng đang có chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn. Và chiếc Ninja 400 này nó đang có chương trình khuyến mãi là giảm 7 triệu, giá bán là 152 triệu thôi anh em. Nó đã giảm 7 triệu và còn có tặng thêm bô Akapovic nữa. Anh em nào thích mẫu cũ hay là thích cái option tặng thêm thì anh em mua cái dòng này, nó đỡ tốn thêm mười mấy triệu nữa. Và bên đây là Ninja 650 đời 2020 mẫu mới. Ngoài ra thì anh em còn được tặng thêm thẻ cứu hộ 1 năm miễn phí. Đấy, thẻ cứu hộ 1 năm miễn phí nha anh em. Anh em có trục trặc về xe thì gọi cứu hộ thôi. Và đây là chiếc Z1000 thần thánh. Hiện tại thì mẫu Z1000 này thì nó vẫn chưa có cái phiên bản mới. Và ngay cả ở thị trường nước ngoài nó cũng chưa có phiên bản mới luôn. Và chiếc Z1000 này thì cái mẫu thiết kế của nó quá thành công, cho nên Kawasaki vẫn chưa có động thái gì về mẫu xe này. Tuy nhiên là có thể sang năm thì họ sẽ công bố một phiên bản nâng cấp, một phiên bản mới cập nhật về các cải tiến cũng như là các chế độ lái ở bên trong. Hiện tại thì mẫu Z1000 phiên bản thường này nó có giá là 412 triệu, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số nha. Mình báo giá ở đây là chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Và chiếc xe này đang có chương trình tặng voucher 10 triệu cho anh em để có thể mua đồ chơi nè, cũng có thể là mua nhớt để mà bảo trì bảo dưỡng. Ngoài ra thì vẫn có tặng thêm thẻ cứu hộ 1 năm miễn phí. Tất cả các dòng xe là đều có tặng thẻ cứu hộ 1 năm miễn phí nha anh em. Và những chiếc xe mới này thì ở bên Kawasaki Matmoto vẫn có áp dụng chương trình hỗ trợ trả góp với lãi suất là 0% qua thẻ tín dụng hoặc là qua các công ty tài chính, thì cái đó nó sẽ có lãi. Tuy nhiên là chỉ áp dụng với xe mới, còn với xe cũ thì không có chương trình trả góp. Và tiếp theo đây là chiếc Z900 ABS model 2019-2020. Thì mẫu xe này có giá bán là 299 triệu và giá ưu đãi hiện tại là 288 triệu. Đó, anh em sẽ được tặng thêm voucher là 9 triệu nữa nha anh em. Tặng thêm voucher 9 triệu nữa thì chiếc xe này nó chỉ có 279 triệu thôi. Cũng khá rẻ. Và tặng thêm thẻ cứu hộ miễn phí 1 năm. Thì cái này mình nói rồi. Đó, thì ngoài ra anh em khi mua xe là đã trở thành thành viên của Matmoto Kawasaki. Thì anh em sẽ được mua bô Akapovic Slip-on ưu đãi 25% nữa. Ví dụ như là anh em mua bô carbon đi thì sẽ có giá là 14.690.000. Còn titanium thì sẽ có giá là 14.490.000. Đấy, thì tất cả các phụ tùng phụ kiện ở trong Matmoto này, anh em mua xe tại Matmoto thì đều được giảm giá và đều được ưu đãi tốt. Đấy, rất tốt. Hiện tại thì anh em cũng khó có thể mà tìm được chỗ nào tốt hơn. Thì với chiếc Z900 này thì nó cũng đã được trang bị nồi chống trượt Slipper Clutch rồi nha anh em. Trang bị nồi chống trượt, dồn số gấp thì này kia đó, anh em sẽ không có bị sàn bánh. Và chiếc Z900 này thì ở nước ngoài nó đã có model mới rồi. Tuy nhiên là tình hình như thế này thì Việt Nam chưa có nhập về. Và đây là chiếc ZX10R 2020. Đây là con ếch xanh nha anh em. Mẫu xe này cũng đã được tinh chỉnh và mạnh hơn đời trước. Và chiếc xe này có mã lực là 207 mã lực. Đó, nó mạnh hơn đời trước. Và mẫu xe này nó cũng tích hợp rất là nhiều công nghệ, công năng rất là hiện đại. Tuy nhiên là mẫu xe này nó vẫn chưa phải là mẫu new model. Nó vẫn là thiết kế của form từ 2017 hay 2018 tới giờ. Đấy, nó chỉ tinh chỉnh về động cơ thôi.
và các công nghệ ở trên xe. Thì chiếc xe này đang có giá bán là 571 triệu. Và nó chỉ có một phiên bản thôi, một phiên bản xanh Karate. Đây anh em có thể thấy là cái phần tem Karate rất là đặc trưng của Kawasaki. Thì tem Karate á, nó được sơn ở trên các mẫu xe đua của Kawasaki ở giải WSBK. Đấy. Và con ếch xanh này thì nó vẫn sử dụng là đèn halogen. Đấy, chưa có phải là bóng LED như là các dòng xe như Z1000. Và mẫu xe này thì nhìn nó rất là đẹp. Và chiếc xe này nó cũng khá là lanh lợi ở những giải tua cao. Đấy, tuy nhiên là ga đầu nó không có hổn lắm đâu. Nhưng mà ở những giải tua cao thì nó bứt tốc, nó chạy rất là ghê gớm, rất là dữ dằn luôn anh em. Và chiếc xe hiện tại ở đây thì chiếc xe này đã được khách hàng họ mua rồi nha anh em. Họ mua rồi và họ lên đồ chơi rồi. Tuy nhiên là họ chưa có lấy về cho nên xe vẫn còn để ở đây. Và nếu anh em mua mẫu ZX10R này thì sẽ được tặng voucher 12 triệu đồng cho anh em, để anh em có thể mua thêm đồ chơi cho xe. Đấy, và xe thì nó có trợ lực trung tâm Olin. Đây là trợ lực bằng điện. Và các nút chức năng Slit, điều chỉnh 3 chế độ lái, kiểm soát lực kéo, kiểm soát góc nghiêng khi vào cua, buộc sâu qua. Đấy, nói chung là có rất là nhiều chức năng, rất là nhiều công nghệ ở trên mẫu đỉnh của Kawasaki, mẫu Sportbike. Đồng hồ của chiếc xe thì thiết kế cũng khá là gọn gàng. Và đồng hồ này nó cũng chưa có nâng cấp lên cái kiểu màn hình LCD 5 inch hay là 7 inch giống như những dòng xe khác. Anh em nào quan tâm tới những chiếc xe mới này thì cũng có thể liên hệ với số hotline để có nhân viên tư vấn cho anh em nha. Và đây là mẫu Ninja 400 phiên bản 2020. Thì đây là phiên bản xanh Karate, mẫu đắt tiền hơn so với phiên bản màu đen. Hiện tại thì mẫu Karate thì nó có giá là 162 triệu, màu đen là 159 triệu. Thì nó giảm giá 6 triệu đồng, nó còn 156 triệu. Và cái mẫu màu đen là còn 152 triệu, giao hải quan, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số nha mọi người. Và được tặng thẻ cứu hộ 1 năm miễn phí. Bên cạnh đó thì còn tặng thêm voucher 4 triệu đồng, 4 triệu đồng để cho anh em mua đồ chơi. Và tiếp theo đây là mẫu Kawasaki Z900RS. Đây là phiên bản Retro Sport. Nó khác biệt hoàn toàn so với Z900 phiên bản Naked. Và mẫu Z900RS này á, thì nó có thiết kế theo kiểu vừa cổ điển mà vừa hiện đại. Cho nên cái phần đầu đèn của nó là phần đầu đèn tròn cổ điển, tuy nhiên là nó kết hợp bóng LED hiện đại ở bên trong. Đấy, chiếc xe nó cũng được sử dụng khối động cơ là 900 phân khối. Tuy nhiên là khối động cơ này thì nó được tinh chỉnh, chỉ còn có 110 mã lực thôi. Tuy nhiên là moment xoắn của nó được đẩy lên ở mức là 6.500 vòng cho tới 8.000 vòng. Thì cái moment xoắn nó đạt cực đại, cho nên chiếc xe này ở những giải ga đầu nó rất là bốc, rất là lanh, ga rất là nhẹ. Hiện tại thì chiếc xe này nó có giá bán là 419 triệu cho phiên bản màu vàng, màu xanh. Còn phiên bản màu xám thì có giá là 417 triệu, màu đen có giá là 415 triệu. Anh em sẽ được tặng voucher 10 triệu. Đấy, tặng kèm voucher 10 triệu để cho anh em có thể mua đồ chơi. Và chiếc xe này thì nó cũng rất là đơn giản, thiết kế rất là đơn giản. Tuy nhiên là xe nó còn có kiểm soát lực kéo Kawasaki Traction Control. Thì Kawasaki Traction Control này nó có hai mức độ. Phuộc thì vẫn có điều chỉnh được độ nặng nhẹ rebound của phuộc. Và phuộc này thì của Showa, phuộc của Showa sản xuất. Và thiết kế của mâm xe trước sau thì nó nhìn nó rất là đẹp. Mâm xe nó thiết kế theo kiểu các ngôi sao. Đây là những thanh chấu kép. Và nó có CNC. Anh em có thể nhìn thấy nó giống như là phay xước ở bên ngoài. Đấy. Và cái màu xanh ở trên chiếc xe này thì cái màu xanh của nó kiểu như nó có đổi màu theo cái ánh sáng của anh em đi ngoài đường. Và bên trong này thì có chiếc Vulcan 650.
thì chiếc xe này có giá là 239 triệu. Đấy, phiên bản các phiên bản SE rồi phiên bản S có giá là 239 triệu và 241 triệu. Còn đây là chiếc V175 có giá là 68 triệu, phiên bản SE, phiên bản đặc biệt nha anh em.